Xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các bác nhé. Hôm nay shop em lại đem đến cho bác về các bộ thòng bẫy chồn, bẫy cuốc, bẫy cúm núm, bẫy gà đồng, đấy, bẫy đa năng nhé các bác nhé. Thì hôm nay em lên cho bác về cái bộ thòng và bộ loa, thì em lên lên cho bác xong em sẽ báo giá cụ thể cho bác để các bác cùng tham khảo nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho bác về cái bộ bộ thòng nhé, bộ thòng đa năng này. Bộ thòng nó là 10 khung 5 vòng các bác nhé. 10 khung 5 vòng sẽ có 3 vòng, có 5 vòng sơ cua nhé. Đấy, 5 vòng tặng các bác sơ cua này. Đấy, cái bộ thòng bẫy chồn, bẫy cuốc, bẫy cúm núm này, bẫy gà đồng, nói chung là bẫy đa năng. Thì bên hiện tại bên shop có hai màu. Đấy, màu đen và màu màu xanh nhá. Đấy. Đồng giá là 350 nghìn đã bao gồm cước phí vận chuyển về tận nhà mình. Hay những con gà đồng mồi, gà đồng cúm núm nhé. Đấy, một con bác mua theo loa là 200 nghìn nhé, 200 nghìn nhé. Đấy, một con gà đồng cúm núm. Hè cuốc bên em cũng có nhé, bìm bịp. Đấy. Bên em chuyên cung cấp các loa đầu đài hay những cái đầu son hay những âm ly hay những cái loa điều khiển từ xa nhé, những cái đồ mồi, những cái phụ kiện để các bác săn bẫy nhé. Đấy. Bác nào cần gì cứ alo trực tiếp đến hai số điện thoại của shop em nhé. Đấy, hai số điện thoại của shop em đây, để bác nào cần hình ảnh chi tiết những phụ kiện gì có thể kết bạn Zalo về hai đầu số của shop nhé. Ừ. Về phần loa thì hôm nay em đến cho bác về cái phần loa hàng cao cấp nhé, phiên bản cao cấp nhất hiện nay, đó là dòng AT100 đấy, phiên bản tiếng Anh nhé các bác nhé, có Bluetooth phiên bản tất cả bằng tiếng Anh các bác nhé, hàng quốc tế nhé, đấy, tiếng Anh này, sử dụng rất chia đơn giản và dễ dàng nhé, bắt Bluetooth này, đài FM, nghe nhạc radio nhé. Đấy. Về phần loa này thì tiếng của nó cực chuẩn rồi, đấy, hàng cao cấp. Cao cấp nhất hiện nay nhé. Đấy. Chế độ bật lên là bao ship nhé, khi các bác bật ở thân loa hoặc là bật điều khiển thì loa mới chạy nhé. Đấy. Đấy. Thì em sẽ test thực tế cho bác về chất lượng âm thanh của loa này nhé. Đấy. Tiếng cúm núm nhé, cuốc cực kỳ chuẩn luôn. Loa này nhiều bác chưa biết cách sử dụng nhé, khi mình cho điều khiển vào bên em sẽ test ok, hàng bên em mới gửi cho các đến tay các bác nhé. Đấy. Khi các bên em thử thì em sẽ gạt ở chế độ off này, chế độ tắt nhé. Khi bác nhận loa bác kiểm tra thì bác bật lên nút on giúp em nhé, các bác kiểm tra nhé. Đấy. Riêng cái dòng loa này là pin pin là Nokia các bác nhé, pin Nokia. Đấy. Mình hết pin mình có thể sạc điện lưới 220V của mình nhé, sẽ có dây sạc đi theo này, dây sạc đi theo này. Đấy, dây này mình có thể cắm vào góc góc của cái củ điện thoại mình sạc nhé. Đấy. Đấy. Đây là sạc của loa nhé, hết pin mình có thể sạc điện nhé. Đấy. Túi đeo loa này. Nói chung là phụ kiện đầy đủ, đò mót. Tiếng cực kỳ trong chuẩn, cho to không bao giờ lo bị dè nhé. Đấy. Sử dụng rất chi là đơn giản và âm thanh cực chuẩn luôn. Cái hàng cao cấp này hiện tại bên shop đang bán với giá là 850.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển về tận nhà mình. Đấy. Cái độ bền của pin này rất là cao, nó sử dụng liên tục cả ngày. Đấy, cả ngày 15 đến 17 tiếng đồng hồ. Đấy, các bác không lo hết pin nhé. Thì một video ngắn em làm đây, xin được chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo của em nhé. Xin chào các bác nhé.